một sản phẩm mới hấp dẫn lần đầu tiên xuất hiện trên VTV Hyundai Home Shopping, sở hữu ngay đồng hồ thời trang đến từ thương hiệu U-Watch. Quý vị có ngay những tính năng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày như màu sắc trẻ trung và hiện đại, mức giá lại còn hấp dẫn nữa chứ. Nhanh chóng sở hữu cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Tú Trinh và Minh Trí xin mến chào quý vị đang cùng quay trở lại với những chương trình mua sắm hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping. Hôm nay sẽ là một sản phẩm mà Trinh nghĩ rằng quý vị khi nghe qua cũng thấy khá là lạ. Trước đây thì mình chỉ nghĩ rằng đó Minh Trí à, một chiếc đồng hồ chỉ dừng lại việc là có yếu tố thời trang, xem thời gian, xem ngày tháng. Nhưng ngày hôm nay sẽ là một chiếc đồng hồ đa năng hơn, giúp quý vị chúng ta theo dõi được mình đã đi bộ được một quãng đường dài là bao nhiêu, khi chúng ta tập thể dục thì đã tiêu hao được bao nhiêu calorie, hoặc là những khi chúng ta đi ra bên ngoài, quý vị sẽ còn kết nối trực tiếp với chiếc điện thoại di động của mình nữa, không cần lấy điện thoại ra vẫn biết được ngay ai đang gọi đến. Và đó chính là những tính năng nổi bật của chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu U-Watch. Và hôm nay chúng tôi đã áp dụng mức giá cực kỳ ưu đãi trên kênh truyền hình VTV Hyundai Shopping là 690.000 đồng. Quý vị sẽ được bảo hành 12 tháng, chúng ta sẽ có ngay một chiếc đồng hồ cho chính bản thân mình, hoặc là dành quà tặng này cho tất cả các thành viên bên trong chính gia đình của mình. 690.000 đồng, có 3 màu sắc để quý vị dễ dàng chọn lựa, đó là màu đen phù hợp cho cả nam giới và cả nhiều đối tượng khác nhau, hay là cả những người lớn tuổi. Và chúng ta sẽ còn có đó là màu xanh dương và màu hồng dành cho các bạn trẻ hơn, hoặc là đúng cho rồi, các bé trai lẫn các bé gái. Hãy nhanh chóng gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137, hoặc tìm kiếm thông tin của dòng sản phẩm đồng hồ U-Watch tại website vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Thời gian mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping đang mang lại cho quý vị một dòng sản phẩm, đó chính là chiếc đồng hồ công nghệ thông minh của thương hiệu U-Watch với 3 màu sắc, màu xanh dương, màu hồng và cả màu đen rất là thanh lịch, phù hợp cho cả nam và nữ với nhiều độ tuổi khác nhau bên trong chính gia đình của mình. Chiếc đồng hồ thông minh U-Watch có thể kiểm soát được giờ, cùng với chất liệu nhựa silicone có thể dễ dàng di chuyển trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau, đặc biệt là trong trời mưa quý vị nha. Chúng ta có thể mang theo mọi lúc mọi nơi, kết hợp Bluetooth và đồng bộ chạy hệ điều hành Android và iOS, có thể kết hợp với chung với lại điện thoại di động thông minh của mình để có thể kiểm tra được tin nhắn, khi chúng ta sẽ nhận được tin nhắn từ chiếc điện thoại mà không cần sử dụng trên chiếc điện thoại của mình trong suốt quá trình chúng ta di chuyển và lưu thông trên đường phố. Với mức giá 690.000 đồng, hãy nhanh tay đặt hàng qua số tổng đài 1900 7137. Đồng hồ thông minh U-Watch, thời trang tiện dụng nhưng bền chắc, dây đeo silicone cao cấp chống ăn mòn, tương thích với hệ điều hành Android và iOS, chống sóc, khó vỡ, kể cả khi rơi từ độ cao trên 20m, thời trang sành điệu, phù hợp với nam lẫn nữ. Bên cạnh đó thì đồng hồ thông minh đến từ thương hiệu U-Watch với mức giá ưu đãi của VTV Hyundai Home Shopping 690.000 đồng, có 3 màu sắc để quý vị dễ dàng lựa chọn: hồng trẻ trung, xanh năng động và đen nam tính. Quý vị và các bạn có thể thấy rằng đồng hồ bây giờ là một vật dụng không thể thiếu đối với mỗi người rồi. Bên cạnh những chức năng quen thuộc, đó chính là kiểm soát ngày tháng và giúp chúng ta theo dõi được giờ giấc để mình có thể là chủ động hơn trong công việc mỗi ngày, thì bây giờ đồng hồ cũng còn có yếu tố thời trang. Đối với nhiều chị em phụ nữ như Tú Trinh chẳng hạn, trong những lúc mà chúng ta tập thể dục thể thao nè Minh Trí, mình đi bộ mỗi ngày, hoặc là những khi mà chúng ta đi bộ trên cầu thang, chúng ta tập yoga, và chúng ta đang cần biết được rằng là ngày hôm nay mình đã tiêu hao được bao nhiêu calorie trong quá trình chúng ta tập luyện, cũng như là việc mà chúng ta ăn uống mỗi ngày nó có vượt quá cái lượng calorie của mình mà theo cái chế độ ăn kiêng chúng ta đang viết ra hay không. Thì ở đây quý vị sẽ có ngay một người bạn đồng hành giúp chúng ta theo dõi được điều đó. Bởi vì chiếc đồng hồ của thương hiệu U-Watch có khả năng, đó chính là khi chúng ta đeo vào lúc mình tập luyện yoga hoặc là những khi mình đi bộ, thì khi mà quý vị chúng ta kết nối lại cùng với đồng hồ của mình, chỉ cần chúng ta ấn nút khởi động và chọn đến chế độ đó chính là theo dõi calorie thôi, thì mình đã biết được là trong khoảng thời gian là 30 phút hoặc là 60 phút đã trôi qua, mình đã tiêu hao được bao nhiêu lượng calorie chẳng hạn. Và Minh Trí có biết không, ngày hôm trước chị đã đeo chiếc đồng hồ này, và khi mà đi tập luyện yoga đó, thì sau một tiếng đồng hồ mình tập yoga xong, thì khi đi ra mình ấn đồng hồ mình kiểm tra lại, thì mình kiểm soát được là trong khoảng thời gian là 60 phút tập luyện thì mình đã tiêu hao được là 492 lượng calorie. Do đó thì mình đã biết được là mình đã hoạt động hiệu quả ra sao trong vòng một tiếng đồng hồ đó. Không những là trong một tiếng đồng hồ mà Minh Trí nghĩ là cả một ngày dài, đôi khi là mình làm việc nè, hoặc là cả những người nội trợ, hoặc là chị em phụ nữ tập luyện thể dục thể thao, đi làm, mình đến văn phòng, thì với đồng hồ U-Watch có thể kiểm soát được quãng đường đi, là chúng ta sẽ kiểm soát được là mình đã đi trong một ngày đã được bao nhiêu km, cũng như là tiêu thụ bao nhiêu calorie để chúng ta có thể là điều chỉnh lại khẩu phần ăn cho hợp lý. Như vậy là mình cũng sẽ có một chế độ giảm cân hiệu quả cùng với lại
đồng hồ thời trang của thương hiệu U-Watch quý vị nha. Và đặc biệt hơn, mình chỉ muốn nhấn mạnh đó chính là đồng hồ U-Watch của chúng ta sẽ phù hợp với rất là nhiều đối tượng khác nhau, không những là cả chị em phụ nữ, những người nội trợ, mà cả đồng hồ U-Watch có thể dành tặng cho ông bà cha mẹ, những người lớn tuổi, bởi vì có khả năng đó là đo được nhịp tim ngay cả trong giấc ngủ của mình, để có thể đảm bảo được, quản lý được, chúng ta có thể kiểm soát được một trái tim khỏe mạnh hơn cùng với đồng hồ của thương hiệu U-Watch với ba màu sắc: màu đen, màu xanh dương và màu hồng, phải phù hợp cho tất cả các đối tượng khác nhau, tất cả các thành viên bên trong chính gia đình của mình. Đúng rồi, ví dụ như là Minh Trí chọn lựa cho mình một chiếc đồng hồ màu đen rất là sang trọng và phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhiều đối tượng khác nhau và cả nhiều bộ trang phục khác nhau, thì đối với các chị em phụ nữ hoặc là những bạn trẻ như Tú Trinh thì có thể lựa chọn ngay cho mình là hai chiếc đồng hồ với màu sắc đó chính là màu xanh và màu hồng, rất là nổi bật và thời trang đúng không ạ? Mình có thể là thay đổi phong cách của mình, một chiếc đồng hồ khi chúng ta chạm vào nút khởi động là mình biết được đang ở ngày thứ mấy, đang ở giờ thứ bao nhiêu. Đồng thời khi mà chúng ta kết nối đến phần tiếp theo là mình sẽ biết được rằng là trong ngày hôm nay mình đã đi được bao nhiêu km, đồng thời là chúng ta sẽ biết được là mình đã tiêu hao được bao nhiêu lượng calori, rất là tiện lợi đúng không thưa quý vị? Mình có thể chúng ta dễ dàng chỉ chạm vào nút khởi động như vậy thôi, và với những màu sắc rất là nổi bật và cá tính như vậy, quý vị có thể an tâm chúng ta kết hợp được với nhiều trang phục. Đồng thời là quý vị không cần phải lo lắng là số đo vòng tay của mình nó sẽ khác nhau thì sao ạ? Quý vị không cần phải lo lắng nha, đồng hồ của chúng ta sẽ có ngay, đó chính là nhiều nấc cho quý vị chúng ta dễ dàng kết hợp. Ví dụ như tay của Tú Trinh thì hơi nhỏ hơn tay của Minh Trí, thì chúng ta có thể là mình sẽ kết nối ở ngay cái nấc cuối cùng luôn, và do đó thì vòng đồng hồ của chúng ta nó sẽ co lại và nó phù hợp với lại cổ tay của tất cả các chị em phụ nữ của mình, để mình có thể là an tâm chúng ta kết hợp được với nhiều trang phục khác nhau và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau quý vị nha. Và Minh Trí cũng sẽ yên tâm hơn là chiếc đồng hồ của mình với chất liệu cao cấp cho nên có thể là dễ dàng co giãn như thế này đây, và chúng ta không sợ là bị gãy theo thời gian đó quý vị thấy không ạ? Rất là an tâm khi chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày luôn đó. Sử dụng mỗi ngày để dành tặng cho tất cả các thành viên bên trong chính gia đình của mình với đồng hồ thời trang của thương hiệu U-Watch, có khả năng đó là đo chúng ta biết được đó là giấc ngủ của chúng ta sâu bao nhiêu. Nói về giấc ngủ thì chắc chắn là đối tượng là ông bà cha mẹ, những người lớn tuổi sẽ biết được là giấc ngủ của mình sẽ được ngủ ngon giấc hay không, ngủ được trong bao lâu cùng với đồng hồ thời trang U-Watch như thế này quý vị nha. Rất là đơn giản, chỉ cần đó là mình kết nối Bluetooth, đồng bộ hóa Bluetooth cùng với smartphone, điện thoại di động thông minh trong chính gia đình của mình, thì ai cũng có những chiếc điện thoại di động thông minh cả. Mình chỉ cần là kết nối cùng với chiếc đồng hồ U-Watch như thế này, và đặc biệt là đang lưu thông trên đường phố mà mình sẽ nhận ngay một cuộc gọi. Tuy nhiên là mình đang lưu thông thì mình đã không thể dừng lại để có thể là nghe được điện thoại, cũng như là không biết được ai sẽ là người đang gọi đến. Thì ở đây Tú Trinh đang gọi điện cho Minh Trí, thì quý vị có thể dễ dàng quan sát được đó là trên mặt đồng hồ U-Watch có hiển thị ngay, đó chính là số cuộc gọi của mình, đó là ai đang gọi trực tiếp cho mình, thì mình có thể biết được để có thể là đảm bảo an toàn hơn, không có thể là móc điện thoại di động của mình ra hoặc sử dụng điện thoại di động của mình trên đường phố thì rất là nguy hiểm quý vị nha. Rất là tiện lợi để dành cho tất cả các thành viên bên trong chính gia đình của mình, hoặc là cho các bạn học sinh sinh viên khi đến trường chẳng hạn, cùng với đồng hồ thời trang U-Watch như thế này, chúng ta cũng có thể đó là kết nối sạc bằng USB, có cổng USB như thế này đây. Mình chỉ có thể giới thiệu cho quý vị và các bạn, đó chính là chúng ta chỉ cần đó là mở một đầu của đồng hồ như thế này, chúng ta sẽ có ngay đó là một đầu để là một nút ấn, và đầu còn lại đó là đầu sạc bằng USB. Ở đây Trí có thể là mở ra cho quý vị và các bạn dễ dàng quan sát được, đó chính là đầu kết nối USB như thế này. Mình chỉ cần là trong một thời gian sử dụng thôi thì mình chỉ cần kết nối cùng với cổng USB và bất kỳ có thể là sạc dự phòng nè, hoặc là chúng ta ghim vào máy laptop của chúng ta, gia đình chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể là sạc ngay chiếc đồng hồ như thế này, rất là tiện lợi quý vị nha. Như vậy là chúng ta chủ động hơn về mặt là kết nối nguồn năng lượng với lại chiếc đồng hồ thời trang thương hiệu U-Watch. Và như vậy quý vị thấy là mình không cần phải lo lắng gì cả. Buổi tối khi mà chúng ta đi ngủ, quý vị có thể đeo vào để chúng ta biết được rằng là giấc ngủ của mình có sâu hay không. Và buổi sáng sau khi mà chúng ta đã sạc đầy năng lượng rồi thì quý vị có thể là đeo ngay bên cạnh mình như thế này. Và Trinh cảm thấy rằng là một phong cách rất là khỏe khoắn và năng động, đồng thời là có đến 3 màu sắc luôn, cho nên là quý vị chúng ta có thể là an tâm lựa chọn ngay. Màu đen phù hợp cho mọi lứa tuổi khác nhau, mọi đối tượng sử dụng khác nhau và cả nhiều bộ trang phục với nhiều màu sắc khác nhau. Màu hồng và màu xanh rất là phù hợp cho những bạn trẻ của nhà mình và cả các chị em phụ nữ năng động và trẻ trung nữa chứ. Cũng như là quý vị có thể mua ngay về làm một món quà dành đến cho những người lớn tuổi mà chúng ta luôn quan tâm và yêu thương mỗi ngày. Mức giá ngày hôm nay trong khung giờ phát sóng đang diễn ra của VTV Hình Đài Home Shopping chỉ là 690.000 đồng mà thôi. Quý vị sẽ sở hữu ngay một chiếc đồng hồ vừa thời trang đến từ thương hiệu U-Watch, và tất nhiên chúng tôi sẽ giao bộ sản phẩm này về tận nhà tại văn phòng làm việc theo đúng yêu cầu của tất cả quý vị. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay quý vị nha. Thời gian của chúng ta đang bắt đầu trôi dần qua rồi. We'll be right back.
Quý vị đang lựa chọn một chiếc đồng hồ thông minh dành đến cho bản thân của mình thì quý vị đừng bỏ qua chương trình ngày hôm nay nha. Thời gian mua sắm của chúng ta đang dần trôi qua rồi. Đồng hồ thông minh đến từ thương hiệu Uwatch, thiết kế nhỏ gọn, năng động và rất tiện lợi. Ba màu sắc thời trang dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau và phù hợp với nhiều đối tượng cùng sử dụng nữa. Quý vị có thể mang theo khi chúng ta tập luyện thể dục thể thao nè. Bên cạnh đó là còn tăng thêm sự sang trọng và sành điệu cho người sử dụng nữa chứ. Một chiếc đồng hồ rất là nhỏ gọn nhưng có thể phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau trong gia đình của mình cùng sử dụng quý vị nha. Hoặc là những khi quý vị chúng ta sẽ có những cuộc hẹn hò đúng không nào, hoặc là những khi mà chúng ta cần phải đi ra bên ngoài, mình sẽ phải mang theo nhiều vật dụng cần thiết, nào là đồng hồ nè, nào là một chiếc điện thoại di động chẳng hạn. Đôi khi trong quá trình mà chúng ta ngồi trò chuyện và trao đổi với những người thân, và trao đổi về bạn bè, công việc, đôi khi quý vị chúng ta đứng dậy và quên đi chiếc điện thoại của mình, thì những trường hợp đó quý vị thường sẽ phải giải quyết như thế nào đây? Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thêm một giải pháp giúp chúng ta là vừa theo dõi được thời gian nha, vừa kết nối được với Bluetooth của mỗi chiếc điện thoại thông minh khác nhau. Và nếu như trường hợp chúng ta quên điện thoại của mình, khi đã kết nối Bluetooth rồi thì sẽ có âm thanh phát ra báo động từ chiếc đồng hồ và quý vị sẽ lập tức quay trở lại vào vị trí mà chúng ta đã vừa quên những trò vật dụng cá nhân như là điện thoại di động, để quý vị có thể lấy ngay ra và tránh tình trạng chúng ta bị mất mát tài sản quý vị nha. Đồng hồ thông minh Uwatch, thời trang tiện dụng nhưng bền chắc, dây đeo silicon cao cấp chống ăn mòn, tương thích với hệ điều hành Android và iOS, chống sóc, khó vỡ, kể cả khi rơi từ độ cao trên 20m, thời trang sành điệu phù hợp với nam lẫn nữ. Bạn sẽ được lợi gì khi đeo một chiếc đồng hồ Uwatch? Đồng hồ Uwatch sẽ giúp chúng ta đo lượng calorie tiêu hao, đo bước chân, khoảng cách di chuyển, đồng bộ Bluetooth với điện thoại di động, kết nối danh bạ, báo cuộc gọi đến, báo chuông khi để quên điện thoại. Bên cạnh đó thì đồng hồ thông minh đến từ thương hiệu Uwatch với mức giá ưu đãi của VTV Hyundai Home Shopping 690.000 đồng, có 3 màu sắc để quý vị dễ dàng lựa chọn: hồng trẻ trung, xanh năng động và đen nam tính. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hồ thời trang của thương hiệu Uwatch sẽ là món quà ý nghĩa dành cho tất cả các thành viên bên trong chính gia đình của mình. Ngày hôm nay trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi mang lại cho 3 sự chọn lựa, đó là màu đen lịch lãm sang trọng dành cho nam giới hoặc là những người lớn tuổi. Ngoài ra chúng ta còn 2 màu sắc khác, đó là màu xanh dương và màu hồng dành cho các bạn trẻ hơn, ngay cả cho các bạn trai và các bạn gái nữa trong chính gia đình của mình. Hãy chọn lựa ngay một chiếc đồng hồ ngoài là một phụ kiện thời trang theo mình để phối hợp với rất là nhiều bộ trang phục khác nhau. Chúng ta còn có ngay đó là một chiếc đồng hồ để giúp cho chúng ta có thể theo dõi được giấc ngủ sâu trong bao lâu, kiểm soát được lượng calorie cũng như là đo được quãng đường trong một ngày mình đã tiêu hao là bao nhiêu km, và từ đó mình điều chỉnh một kế hoạch ăn uống nghỉ ngơi hợp lý hơn, và đặc biệt hơn là chúng ta đồng bộ Bluetooth quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và tính năng mà đối với các chị em phụ nữ như Tú Trinh mà Trinh thích nhất ở đây đó chính là kiểm soát được lượng calorie. Bởi vì đôi khi là chúng ta có thể là ăn nhiều món ăn mỗi ngày và chúng ta không biết được rằng là trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ chúng ta tập yoga, 1 tiếng đồng hồ chúng ta đi bộ bên ngoài, hoặc là cả một ngày chúng ta sẽ đi tới đi luôn rất là nhiều lần từ nhà của mình đến văn phòng làm việc, hoặc là có những khi chúng ta cần có công việc phải đi ra bên ngoài, thì khi đeo trên tay của mình chiếc đồng hồ thời trang đến từ thương hiệu Uwatch thì chắc chắn một điều là quý vị có thể biết được ngay mình đã tiêu hao được bao nhiêu calorie, và chúng ta cũng dễ dàng biết được là mình đã đi được một quãng đường dài bao nhiêu km rồi, rất là tiện lợi luôn đó Minh Trí à. Và Trinh nghĩ rằng có một yếu tố đặc biệt an toàn nữa, không biết là quý vị có cảm nhận giống Trinh không nha, có những khi chúng ta đang đi ngoài đường mình để điện thoại ở trong túi sách hoặc là ở trong túi của mình, thế là mình nghe cuộc gọi điện thoại đến, bản thân của mình cảm thấy rất là nôn nao, mình muốn biết được rằng là ai đang gọi đến của mình với mình và mức độ quan trọng của cuộc gọi đó như thế nào, nên chúng ta thường sẽ dừng lại hoặc là chúng ta vừa chạy xe vừa lấy điện thoại ngay ra, và điều đó đôi khi sẽ rất là nguy hiểm và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn cũng như là tài sản của mình. Nhưng bây giờ thì quý vị cũng thấy nha, nếu như Minh Trí đang gọi đến với Tú Trinh và Trinh đang đeo trên tay của mình đó chính là chiếc đồng hồ của thương hiệu Uwatch, thì quý vị sẽ cảm nhận được đó chính là sự kết nối đồng bộ luôn, từ đồng hồ cho đến đó chính là chiếc điện thoại của mình, cho nên là mình sẽ không cần phải lấy ngay chiếc điện thoại của mình ra mà vẫn biết được ai đang gọi đến với mình, để từ đó mình cảm thấy an tâm hơn và chủ động hơn trong mọi hoàn cảnh nữa. Chủ động hơn trong mọi hoàn cảnh cũng như là mình chỉ cần đồng bộ Bluetooth với nhiều điện thoại di động smartphone thông minh trong chính gia đình của mình, của từng bản thân gia đình của mình, thì mình đã có ngay được một chiếc đồng hồ thời trang, đặc biệt là dành tặng cho ông bà cha mẹ, những người lớn tuổi, để có ngay một chiếc đồng hồ kiểm soát được
được một giấc ngủ, đo được giấc ngủ sâu và ngủ ngon hơn trong bao lâu. Đặc biệt hơn, chị em phụ nữ muốn giảm cân thì chúng ta cũng đã đo được lượng calorie tiêu thụ hàng ngày để điều chỉnh khẩu phần ăn cho hợp lý, nghỉ ngơi, tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Những người nội trợ đi làm văn phòng hoặc là các bạn trẻ học sinh sinh viên đến trường, chúng ta cũng đã có ngay một chiếc đồng hồ cho chính bản thân mình. Mức giá là 690.000 đồng, mức giá cực kỳ ưu đãi, được bảo hành 12 tháng, áp dụng trong thời gian phát sóng còn lại của chương trình này. Và để có ngay chiếc đồng hồ này thì mình phải làm sao, Tú Trinh ha? Tất nhiên là mình phải thật sự là nhanh chóng hơn, khi mà quý vị chỉ cần lấy ngay máy điện thoại của nhà mình ra và kết nối cùng với tổng đài quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping ở số điện thoại là 1900 7137. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi, tư vấn cụ thể và giao ngay những chiếc đồng hồ thời trang nhỏ gọn, nhiều màu sắc khác nhau, tiện lợi có thể mang bên cạnh mình suốt cả một ngày dài, đến từ thương hiệu Uwatt với mức giá là 690.000 đồng về tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Thời gian đang dần trôi qua rồi, quý vị ơi, chúng ta đừng chần chừ nha. Thời trang, xanh điệu, trẻ trung và rất là bền chắc. Những tính năng vượt trội của chiếc đồng hồ thời trang đến từ thương hiệu Uwatt. Quý vị sẽ có ngay những màu sắc rất là thời thượng để mình có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau. Đặc biệt hơn là phù hợp đối với mọi thành viên trong gia đình. Một chiếc đồng hồ không chỉ dừng lại ở việc theo dõi thời gian mà còn giúp chúng ta kiểm soát được quãng đường mà chúng ta đã đi được, thích hợp khi vận động thể dục thể thao và khi đi ra bên ngoài. Quý vị có thể kết nối ngay cùng với Bluetooth trên điện thoại di động và có thể biết được rằng ai đang gọi đến cho mình mà không cần phải dừng xe lại và lấy điện thoại ra. Những chiếc đồng hồ rất cần thiết dành đến cho cuộc sống hàng ngày đến từ thương hiệu Uwatt. Đồng hồ thông minh Uwatt, thời trang tiện dụng nhưng bền chắc, dây đeo silicone cao cấp chống ăn mòn, tương thích với hệ điều hành Android và iOS, chống sóc, khó vỡ, kể cả khi rơi từ độ cao trên 20m, thời trang sành điệu phù hợp với nam lẫn nữ. Sành điệu hơn khi quý vị đeo đồng hồ thông minh Uwatt bởi vì kết nối giữa công nghệ và một chiếc điện thoại cá nhân, kiểu dáng của một chiếc vòng đeo tay thời trang có nhiều màu sắc và thiết kế đẹp mắt, thời trang năng động và phong cách hơn. Bên cạnh đó thì đồng hồ thông minh đến từ thương hiệu Uwatt với mức giá ưu đãi của VTV Hyundai Home Shopping 690.000 đồng có 3 màu sắc để quý vị dễ dàng lựa chọn: hồng trẻ trung, xanh năng động và đen nam tính. Đồng hồ thời trang thông minh của thương hiệu Uwatt sẽ phù hợp cho cả nam giới và nữ giới, đặc biệt là chúng ta có thể đeo khi tập luyện thể dục thể thao và vận động mỗi ngày, với 3 màu sắc: màu đen lịch lãm và nam tính, màu xanh dương năng động và cả màu hồng rất là lãng mạn dành cho phái nữ. Quý vị và các bạn có thể gọi điện vào số tổng đài 1900 7137, sở hữu ngay với mức giá cực kỳ ưu đãi trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, 690.000 đồng mà thôi. Một chiếc đồng hồ thông minh của thương hiệu Uwatt có thể kiểm soát và theo dõi được sức khỏe, có thể kết nối cùng với lại hệ điều hành Android và iOS trên thiết bị điện thoại di động thông minh của chúng ta. Và đặc biệt là ngoài một chiếc đồng hồ để có thể kiểm soát về thời gian, có thể báo thức, chúng ta cũng có thể giải quyết trong những tình trạng ngay sau đây. Một thí dụ mà chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị và các bạn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Shopping, trong những cuộc họp mặt cà phê cùng với bạn bè, trong những dịp vui chơi, họp mặt cuối tuần, thì đôi khi trong những cuộc vui đó chúng ta lại có một tình trạng đang xảy ra, đó chính là bởi mê nói chuyện và cũng như là chúng ta có thể để quên đi chiếc điện thoại di động thông minh của mình. Thì đối với đồng hồ thời trang Uwatt sẽ có một chức năng, đó chính là có chuông báo hiệu nhắc nhở mình bỏ quên chiếc điện thoại di động thông minh. Từ đó có một giải pháp để có thể là vừa bảo vệ được tài sản và chúng ta vừa có thể là có một bộ phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho nam giới và nữ giới. Mức giá 690.000 đồng. Trong thời lượng phát sóng còn lại, hãy nhanh chóng đặt hàng 1900 7137. Quý vị và các bạn có thể thấy rằng là ngày hôm nay cả Tú Trinh và Minh Trí cũng cảm thấy rất là hào hứng khi mà được sử dụng trực tiếp cũng như là có thể chia sẻ những tính năng vượt trội của chiếc đồng hồ thời trang đến từ thương hiệu Uwatt dành đến cho tất cả quý vị. Như quý vị cũng thấy là có nhiều màu sắc khác nhau, cho nên mình cứ an tâm là nó sẽ phù hợp với lại nhiều thành viên trong gia đình của mình. Bên cạnh đó thì lại còn an tâm hơn khi mà chúng ta không cần phải lo lắng là cổ tay của các đấng mày râu nè, cũng như là cổ tay các chị em phụ nữ thì thường sẽ có những cái số đo cổ tay khác nhau, nên mình cũng có thể an tâm là với chiếc đồng
đồng hồ của chúng ta, nhà sản xuất cũng đã tinh ý khi mà thiết kế một dây đeo dài và có độ cong như thế này để quý vị chúng ta dễ dàng đeo và phù hợp với nhiều số đo cổ tay khác nhau, rất là vừa vặn với lại cổ tay của mình quý vị nha. Và bởi vì khi mà Trinh tháo ra đây thì quý vị cũng thấy là nó sẽ thấy có rất là nhiều nấc như vậy. Nếu như cổ tay cũng cho chúng ta lớn thì quý vị chỉ cần kết nối nấc ở ngoài mà thôi. Đó, rất là đơn giản đúng không thưa quý vị? Và khi mà chúng ta có cổ tay nhỏ hơn thì mình cứ dần dần chúng ta thu hẹp lại và rất là chắc chắn và không có bị lỏng cái phần cổ tay của mình quý vị nha. Cùng với chất liệu đó chính là nhựa dẻo cao cấp như thế này đây. Cho nên mình không phải lo là việc nó sẽ bị gãy theo thời gian ở những cái đường cong như thế này khi chúng ta sử dụng quý vị ạ. Và cũng có nhiều quý vị thắc mắc đó chính là việc mà chúng ta có thể là kết nối năng lượng như thế nào, thì quý vị hãy cùng quan sát nha. Nếu như ở đây là phần nút khởi động thì ở phía ngược lại sẽ là một cổng sạc bằng USB cho quý vị, khi mà chúng ta chỉ cần kết nối ra như thế này mà thôi là đầu USB đã có thể sẵn sàng kết nối cùng với lại những phụ kiện giống như là một chiếc pin sạc dự phòng Trinh đã chuẩn bị sẵn ở đây. Quý vị chúng ta chỉ cần kết nối vào và ngày hôm sau là quý vị sẽ có đầy năng lượng để chuẩn bị sẵn sàng cho việc chúng ta đi ra bên ngoài, kiểm soát được đoạn đường mà chúng ta đang đi là bao nhiêu km. Đồng thời đó chính là việc chúng ta có thể kiểm soát được lượng calorie mình đã tiêu hao trong suốt khoảng thời gian mà mình tập luyện thể dục thể thao nữa. Như vậy là chúng ta sẽ có ngay 3 sự chọn lựa trong chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đàm Shopping với 3 màu sắc khác nhau quý vị nha. Ở đây mình chỉ có thể là đeo ngay những chiếc đồng hồ thời trang Dương Quá. Có thể là mình mua cho cả gia đình của mình, cho bố một chiếc đồng hồ màu đen, cho mẹ một chiếc đồng hồ màu hồng và cả những đứa con trai trong gia đình của mình nữa. Đó là đồng hồ màu xanh dương hoặc là cả chị gái đồng hồ màu hồng nữa. Với 3 màu sắc này chúng ta có thể kết hợp rất là nhiều bộ quần áo khác nhau, có thể là phù hợp cho đi làm ở môi trường công sở hoặc là chúng ta đang có thể là tập luyện thể dục thể thao, chạy bộ ngoài đường phố, kiểm soát được lượng calorie, kiểm soát được quãng đường và đặc biệt dành cho ông bà cha mẹ những người lớn tuổi, kiểm tra được giấc ngủ có sâu có ngon hay không nữa, cùng với chiếc đồng hồ thời trang của thương hiệu Uwatch với mức giá là 690.000 đồng, quý vị sẽ được bảo hành 12 tháng. Và thưa quý vị, thời gian của chúng ta mới chính là điều quan trọng ngay bây giờ, bởi vì đến thời điểm này thì mình chỉ còn có một vài phút nữa thôi là đã kết thúc chương trình mua sắm này rồi. Quý vị thấy đó, đồng hồ thì rất là quen thuộc, có thể nói là gần gũi trong cuộc sống mỗi ngày. Nhưng đồng hồ bây giờ không chỉ là kiểm soát thời gian và ngày tháng nữa đâu. Đồng hồ vừa thời trang giúp chúng ta có thể chủ động hơn trong việc điều chỉnh chế độ ăn của mình và kiểm soát được lượng calorie mà chúng ta đã tiêu hao trong suốt khoảng thời gian mình đi lại, mình tập luyện, rất là tiện lợi quý vị nha. Và tất nhiên đặt hàng trong thời gian này sẽ được giao về tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Và quý vị cũng có thể xem như là một gợi ý khi mình có thể là mua ngay cả một bộ với 3 sản phẩm này, 3 màu sắc khác nhau, bố một chiếc đồng hồ, mẹ một chiếc đồng hồ, các con một chiếc đồng hồ và cả nhà của mình sẵn sàng diện cùng với nhau đi ra bên ngoài trong suốt cả một ngày dài quý vị nha. Đừng chần chừ nữa ạ, tổng đài quen thuộc 1900 7137 đã sẵn sàng rồi. Quý vị hãy kết nối nhanh để chúng tôi có cơ hội được tư vấn cụ thể và giao về tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Một phong cách năng động lịch lãm dành cho nam giới cũng như là sang trọng và quyến rũ dành cho nữ giới không thể thiếu được những chiếc đồng hồ. Và hôm nay chúng tôi đang mang đến quý vị và các bạn với thương hiệu Uwatch, một chiếc đồng hồ thông minh phù hợp cho mọi điều kiện thời tiết khác nhau với chất liệu nhựa dẻo và dễ dàng mang đi, kết hợp chung với nhiều bộ trang phục và đặc biệt là màu sắc của nó, màu đen, màu xanh dương hay cả màu hồng, phù hợp cho mọi đối tượng nam giới và nữ giới ở bên trong chính gia đình của mình, sẽ là một món quà tặng vô cùng ý nghĩa khi quý vị đặt hàng qua số tổng đài 1900 7137. Mức giá chúng tôi đang mang lại cực kỳ hấp dẫn, 690.000 đồng mà thôi. Hãy nhanh tay sở hữu qua số tổng đài 1900 7137. Và bên cạnh đó thì tất nhiên chúng tôi sẽ còn giao bộ sản phẩm này về tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị nữa chứ. Quý vị có thể đặt em một chiếc màu hồng trẻ trung cho những cô con gái của nhà mình, một chiếc màu xanh rất là đáng yêu cho những cậu con trai, và còn có thêm một chiếc màu đen sang trọng dành đến cho ông xã của mình hoặc là những người lớn tuổi nữa. Một cơ hội mua sắm hấp dẫn chỉ có trong khoảng thời gian còn lại mà thôi. Hãy cùng một lần nữa cảm nhận rõ ràng hơn về những tính năng hiện đại mà đồng hồ thời trang đến từ thương hiệu Uwatch mang đến cho tất cả quý vị. Kiểm soát được thời gian, theo dõi được thời gian, bên cạnh đó là khi tập luyện thể dục thể thao biết được quãng đường mà chúng ta đã đi được. Đặc biệt hơn, quý vị sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều khi chúng ta vô tình lỡ quên điện thoại của mình ở những nơi khác nhau, và tất nhiên sẽ có chuông báo điện thoại khi mà chúng ta quay trở lại lấy ngay khi kết nối với Bluetooth trên chiếc đồng hồ quý vị nha. Cơ hội mua sắm hấp dẫn trong khoảng thời gian ngắn còn lại thôi, nhanh chóng sở hữu. Sành điệu hơn khi quý vị đeo đồng hồ thông minh Uwatch, bởi vì kết nối giữa công nghệ và một chiếc điện thoại cá nhân, kiểu dáng của một chiếc vòng đeo tay thời trang có nhiều màu sắc và thiết kế đẹp mắt, thời trang năng động và phong cách hơn.
Bên cạnh đó thì đồng hồ thông minh đến từ thương hiệu UWatch với mức giá ưu đãi của VTV Hyundai Home Shopping 690.000 đồng, có 3 màu sắc để quý vị dễ dàng lựa chọn: hồng trẻ trung, xanh năng động và đen nam tính. Quý vị thân mến, hy vọng trong thời gian phát sóng chương trình này thì cả nhà của mình lại có ngay những chiếc đồng hồ ngoài những phụ kiện thời trang để xem ngày giờ và cũng như là kiểm tra được thời gian của mình, thì mình lại có ngay một chiếc đồng hồ phù hợp với nhiều cổ tay khác nhau, ngay cả những người lớn tuổi hoặc là ngay cả những thành viên trẻ tuổi hoặc là các bé trai hoặc là cả bé gái trong chính gia đình của mình thì cũng đã có ngay một chiếc đồng hồ UWatch với kiểu dáng rất là thanh mảnh và phù hợp với nhiều kích thước khác nhau. Quý vị và các bạn có thể là thay đổi theo từng nấc như thế này quý vị nha, phù hợp cho rất là nhiều kích thước và cổ tay khác nhau bên trong chính gia đình của mình. Với mức giá là 690.000 đồng mà thôi, chúng ta đã có ngay một chiếc đồng hồ thời trang quý vị nha. Và thưa quý vị, cảm giác của Tú Trinh khi mà đeo những chiếc đồng hồ này không biết là có giống như quý vị hay không, đó chính là mình có một cảm giác rất là đặc biệt khi mà có nhiều màu sắc, mình có thể là dễ dàng thay đổi tùy theo những bộ trang phục của mình cũng như là những đối tượng khác nhau trong gia đình nữa. Quý vị cũng thấy là với một chiếc đồng hồ màu xanh rất là trẻ trung như vậy thì mình có thể phối hợp ngay những bộ trang phục rất là nhiều màu sắc nữa, và chắc chắn là cổ tay của Tú Trinh thì sẽ nhỏ hơn là cổ tay của Minh Trí rồi. Nhưng không sao cả, chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ có rất là nhiều những nấc khác nhau, phù hợp với là nhiều kích thước và nhiều số đo vòng cổ tay khác nhau, nên quý vị chúng ta cứ an tâm khi sử dụng nha. Chẳng hạn như bây giờ ở đây với cổ tay của Trinh thì mình có thể dễ dàng chúng ta điều chỉnh như thế này đây. Như quý vị cũng thấy là sẽ có rất là nhiều kích thước khác nhau đúng không ạ? Từng nấc như vậy mình chỉ cần kết nối như thế này mà thôi, phù hợp cho cả người lớn là trẻ nhỏ, các chị em phụ nữ, những đấng mày râu nữa, sử dụng lại còn cực kỳ đơn giản nữa chứ. Nhiều màu sắc thời trang cho quý vị chúng ta có thể là thay đổi tùy theo phong cách của mình mỗi ngày. Và tất nhiên mức giá 690.000 đồng này cũng rất là hợp lý cho tất cả quý vị. Chúng ta có thể mua về ngay để mà làm quà tặng cho những người mà chúng ta yêu thương. Và Trí ơi, Trí có nghĩ rằng việc mà chúng ta đi ra bên ngoài, mình không cần phải lấy một chiếc điện thoại di động của mình đang nghe ra, mà chúng ta vẫn biết được là ai đang gọi đến với điện thoại của mình nữa, với khả năng đó chính là kết nối Bluetooth trực tiếp cùng với chiếc điện thoại di động của chúng ta quý vị nha. Cho nên rất là an toàn khi mà quý vị chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng ngay thôi. Và đó là một trong những tính năng nổi bật của chiếc đồng hồ thời trang đến từ thương hiệu UWatch ngày hôm nay. Nên Tú Trinh nghĩ là quý vị có thể nhanh chóng sở hữu ngay trọn bộ sản phẩm, đó chính là chiếc đồng hồ thời trang như thế này, kết nối trực tiếp cùng với điện thoại của chúng ta để có thể là đi ra bên ngoài không cần lấy điện thoại ra vẫn biết được rằng ai đang gọi đến điện thoại của chúng ta quý vị nha. Như vậy là chúng ta sẽ kiểm soát được lượng calorie tiêu thụ hàng ngày cũng như kiểm soát được quãng đường đi. Nhiều khi mình lưu thông trên đường phố hoặc là do chúng ta các bạn nhân viên văn phòng có nhiều thời gian không dành cho tập luyện thể dục thể thao, mình có thể là chạy bộ ở ngoài đường phố và kiểm soát được quãng đường cũng như là lượng calorie tiêu thụ để mình có một chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý hơn cùng với đồng hồ thời trang của thương hiệu UWatch. Áp dụng 690.000 đồng là mức giá cực kỳ ưu đãi với 3 màu: màu đen, màu xanh dương và màu hồng, được bảo hành 12 tháng trong thời gian phát sóng còn lại của chương trình này quý vị nha. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng là thời gian mua sắm của chúng ta đúng là không còn nhiều nữa rồi, với mức giá là 690.000 đồng có ngay một chiếc đồng hồ đảm bảo về màu sắc thời trang, phù hợp cho nhiều số đo cổ tay khác nhau, vừa kết nối trực tiếp với Bluetooth của điện thoại để có thể dễ dàng kiểm soát được ai đang có liên lạc đến với chúng ta nữa. Tiện lợi đúng không thưa quý vị? Và VTV Hyundai Home Shopping sẽ giao hàng về tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị trong thời gian phát sóng này, khi quý vị nhanh chóng đặt hàng nha. Điện thoại tổng đài 1900 7137 đã sẵn sàng rồi. Quý vị ơi, đừng chần chừ nữa, gọi điện thoại về ngay để chúng ta có ngay những món quà rất là xinh xắn và cần thiết dành đến cho mỗi thành viên trong gia đình. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Tú Trinh và Minh Trí xin mến chào tạm biệt và chúc cho quý vị sẽ luôn có được phong cách thật là thời trang cùng với chiếc đồng hồ của thương hiệu UWatch. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.